Hiện nay chúng ta đang đua nhau làm nhà thờ. Nhưng mà làm nhà thờ để làm gì? Cái mục đích lớn lao của nhà thờ làm gì? Thì dường như là mọi người xem nhẹ, hoặc là làm nhà thờ theo phong trào. Thầy thầy tôi muốn làm nhà thờ như ông kia, thầy thầy tôi muốn làm nhà thờ như bác kia, chứ không bao giờ nói là tôi làm nhà thờ để làm gì. Cái giá trị nhất của nhà thờ thì chúng ta không quan tâm. Không quan tâm. Đây là đa phần, một bộ phận là chúng ta đang bị mắc vào cái chỗ này, mắc vào chỗ này. Và dẫn đến là gì? Có một cái khái niệm là chỉ có những anh em nào mà ở vùng đồng bằng nông thôn này, ở những cái vùng xa xa nội thành thì mới có đủ đất làm nhà thờ. Còn ở nội thành là không thể làm được nhà thờ. Đây là vấn đề cực kỳ lớn. Đó. Thế thì bây giờ để giải quyết tất cả những vấn đề này thì chúng ta làm như thế nào? Giải quyết tất cả những vấn đề này thì làm như thế nào? Và đây nó là một cái sứ mệnh cực kỳ to lớn mà khi nói với mọi người rằng là Viện Phong thủy Khoa học Toàn cầu, Tập đoàn Ikeron, Hệ sinh thái Phong thủy Đại Nam là đơn vị đầu tiên, là đơn vị duy nhất, là một doanh nghiệp tư nhân đứng ra làm một cái dự án mà huy động gần 50 các nhà khoa học, giáo sư, tiến sĩ đầu ngành trong cái lĩnh vực này vào là làm việc này. Thì tại sao mọi người lại tham gia? Mọi người tham gia bởi vì mọi người nhìn nhận thấy một vấn đề là như thế này. Cái nhà thờ nó có cái giá trị lớn nhất của nhà thờ ấy, nằm trong cái nhà thờ ấy, đó chính là gia phả. Thì khi mà tái dựng ra một cái nhà thờ thì nhà thờ lại để làm gì? Nhà thờ lại để thờ ai? Cũng thờ ai? Thì đó mới là điều quan trọng. Và thờ đó nhằm mục đích gì? Người ta có tổ có tông. Thì bản chất ai cũng vậy. Và khi chúng ta làm được cái điều này thì đừng có nghĩ rằng là làm cho chúng ta, mà chúng ta làm được cái điều này là cho chúng ta và cho các thế hệ sau. Hôm qua có một cái nội dung nghiên cứu mà tưởng như là hội thảo ngày hôm qua là phải đến đến tối mới xong, đi vào ngõ cụt. Thì đúng là nhà nghiên cứu sử học Dương Trung Quốc đứng lên phát biểu một câu mà đúng là gạt bỏ tất cả những cái gì đang vướng mắc đi. Nghĩa là chúng ta, bản thân tôi và bản thân tất cả các nhà khoa học ấy, đang chăm chú một điều rằng là gì? Tôi đang muốn là mỗi một dòng họ, mỗi một vùng miền thì phải làm một cái nhà thờ theo đặc trưng của dòng họ. Đó. Dòng họ Nguyễn, dòng họ Lê, dòng họ Trịnh, dòng họ Mạc, dòng họ Đỗ, dòng họ Vũ. Thì mỗi một dòng họ thì nó có một trang sử riêng của dòng họ. Nó có danh nhân, nó có di sản riêng của cái dòng họ đó. Nó không thể đánh đồng được. Nhưng bây giờ chúng ta thấy không? Đang bị đánh đồng. Sau đó thì mỗi một vùng miền thì lại có văn hóa thờ cúng khác nhau. Ở miền Bắc khác, miền Trung, Huế khác, đúng không ạ? Quảng Ngãi, Quảng Nam khác, và vào đến miền Nam là khác hẳn luôn. Thì không thể nào ra một cái mẫu nhà thờ, ra một cái quy chuẩn mà để tất cả các vùng miền như nhau, tất cả các dòng họ như nhau được. Thế thì bây giờ bài toán đặt ra như thế nào? Làm như thế nào để làm được điều đó? Thì thú thực với cả anh chị em học viên rằng là bản thân tôi không đủ sức. Bản thân một trong tất cả những cái nhà mà ở đây nó phải là sự đồng lòng, phải là sự gắn bó, phải là sự đồng kết vào để làm ra cái này. Và cuối cùng chúng tôi rất muốn là trong vòng 2 năm khi dự án hoàn thành là chúng tôi sẽ ra được cái quy chuẩn luôn. Nhà thờ dòng họ này thì có nét hoa văn gì, nét đặc trưng gì, ở vùng miền này thì có nét đặc trưng gì, cách thờ cúng thờ tự như thế nào. Và hơn thế nữa là phải gắn kết cả tương lai sau này vào cái nhà thờ đó, nó phải như thế nào. Đấy là cái khát khao và quyết tâm làm bằng được. Và mọi người cứ tưởng tượng xem, nếu khi mà chúng ta làm được điều đó, khi làm điều đó từ thành thị đến nông thôn, làm được điều đó, và hôm qua đấy gạt bỏ luôn khái niệm chỉ, đừng có nghĩ rằng là chỉ có nông thôn mới làm được nhà thờ vì đất nó rộng, không phải. Trên thành thị cũng làm được, làm không gian thờ. Bây giờ trên nhà tầng 4, tầng 5, tầng 6 ấy, thiết kế một cái không gian thờ. Và Đại Nam chúng tôi đấy, nhận toàn bộ, phối hợp với cả viện kiến trúc và cùng với các thầy là đưa ra các mẫu luôn, là trên không gian 5 mét
nhân với 6 này, 5 nhân 4 này, thì làm không gian thờ như thế nào mà nó vẫn đảm bảo âm cung? Thì cái đấy là chúng tôi làm. Và mọi người biết rằng là để tổ chức ra được một cái dự án này thì nó không phải là tiền bạc nữa, mà nó kinh khủng khiếp về nguồn nhân lực và thời gian đầu tư, trí tuệ đầu tư vào những cái dự án như thế này. Và đến ngày hôm qua thì khi mà kết luận cái hội thảo thì dự án đã được thành công. Thành công bởi vì là chúng ta chấp nhận một cái giải pháp nữa là gì? Làm thế nào? Đó. Những cái tư liệu mà chúng ta thu thập được thì dựa vào các dòng họ để chúng ta phát triển, dựa vào các gia phả để phát triển. Thì đó là một cái thành công rất lớn của cái hội thảo ngày hôm qua mà tôi hứa báo cáo với cả mọi người, cũng là tin vui cho rất nhiều người chuẩn bị xây nhà thờ, chuẩn bị làm không gian thờ, chuẩn bị làm nhà mà muốn đưa không gian thờ vào. Đó. Thì phải có căn cứ, phải có dữ liệu để đưa vào. Đó. Làm sao mà cái nhà thờ, ban thờ mình, cái không gian thờ nhà mình nó phải có đặc trưng riêng của dòng tộc nhà mình, của gia phả nhà mình, đấy, của gia tiên nhà mình, nó phải có những cái gì đó nó bắt đặc trưng riêng. Thì mong mọi người dõi theo cái dự án này, vì chắc chắn đây là một di sản lớn, bởi vì cái sứ mệnh của dự án là lưu giữ văn hóa, kiến trúc, phong thủy, mỹ thuật của lịch sử Việt Nam. Đấy. Thì đây là một cái khoảng trống nghiên cứu rất là lớn mà chúng tôi đã triển khai và bước đầu rất thành công. Hai hội thảo, một hội thảo hơn 200 người, hội thảo ngày hôm qua. Hôm qua là chỉ là bàn về đề cương, xây dựng đề cương, tham vấn để xây dựng đề cương thôi. Nhưng cũng có hơn gần 50 nhà khoa học hàng đầu tham gia. Đấy là cái thành công. Thế thì còn một việc nữa mà việc hôm nay chúng ta làm, như lúc đầu tôi nói, đừng có nghĩ rằng là đây là một cái lớp học miễn phí. Miễn phí thì học chơi. Bởi vì bản thân tôi cũng rất không thích vào những lớp học miễn phí. Nên là tôi bảo thôi, không biết mọi người có nghĩ thế không. Nên là mọi người đừng có nghĩ rằng đây miễn phí, nó không có giá trị. Nên là mọi người nghĩ rằng là đây chính là cái cách mà chúng ta có thể làm được cái gì đó, sứ mệnh để làm được cái gì đó. Thì một doanh nghiệp thì có rất nhiều cách phát triển. Có doanh nghiệp phát triển để tạo ra lợi nhuận, có doanh nghiệp phát triển để tạo ra di sản. Thì phong thủy, hệ sinh thái phong thủy Đại Nam là một doanh nghiệp phát triển để tạo ra di sản. Tất nhiên, gái có công thì chồng không phụ. Chúng tôi bao giờ cũng tâm niệm một điều rằng là anh em bảo nhau ấy, cứ làm đi, gái có công thì chồng chẳng phụ. Cứ làm tốt cho mọi người đi, mọi người tốt thì mình sẽ tốt. Giống như tôi bây giờ, tôi vẫn trêu mọi người bảo là bây giờ có đi dọc từ Bắc xuống Nam, có đi bộ chăng nữa thì chắc là cũng không thiếu cái ăn. Bởi vì ở đâu cũng có học trò, ở đâu cũng có khách hàng, ở đâu cũng có những người thành công. Thế nên là có đi bộ cũng không nó thiếu cái ăn. Thế nên là quan điểm của chúng tôi là phấn đấu doanh nghiệp, tinh thần của Phong Thủy Đại Nam là doanh nghiệp tạo ra di sản. Và chúng tôi sẽ nỗ lực để tạo ra rất nhiều di sản để lại. Và tôi luôn luôn nhắn nhủ rằng tất cả các thầy trong hệ sinh thái và các cán bộ nhân viên ấy, nếu bây giờ chúng ta không làm, 10 năm nữa, 20 năm nữa, hay 50 hay thậm chí 100 năm nữa, chắc gì có ai làm. Bởi vì hiện nay chúng ta đang là một đơn vị phong thủy, tôi không nói là chúng tôi giỏi nhất, nhưng về quy mô hiện nay thì trên thế giới không có một đơn vị làm phong thủy nào mà trả lương cho gần 200 cán bộ công nhân viên hệ sinh thái trên cả nước. Tôi khẳng định là trên thế giới không có quy mô nào như thế. Còn về chất lượng thì tôi xin phép là không được bàn, bởi vì là mình không thể nói là mình giỏi nhất, bởi vì mình giỏi nhất là mình lười học lần chết rồi. Nên là tôi chỉ nói rằng là về quy mô nó đang là đơn vị số 1 thế giới. Và chúng tôi cũng không vì lý do là chúng tôi đang là số 1 thế giới về quy mô mà chúng tôi bỏ quên chất lượng, bỏ quên cái yếu tố xã hội. Đấy là tôn chỉ của chúng tôi. Thì một vài nét để mọi người hiểu qua về Phong Thủy Đại Nam như vậy.